xin chào các bạn. Dạo gần đây thì mình có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến một cái đơn hàng ở bên Singapore này. Đó là cái đơn hàng về bên phục vụ quán ăn, nhà hàng, quán cà phê hay là những cái cửa hàng tạp hóa. Thì các bạn, mình thấy là đa phần các bạn thắc mắc về cái đơn hàng này. Và mình nghĩ rằng những cái đơn hàng này thì nó cũng rất là phù hợp với những cái bạn trẻ. Vì cái thứ nhất thì nó, thứ nhất là công việc của nó thì cũng nói chung không phải quá nặng nhọc, dùng sức lực lắm. Và cái thứ hai thì không phải đi ra ngoài rời, dãi nắng dầm mưa. Và cái thứ ba thì chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều người. Từ đó mà chúng ta có thể cải thiện được những cái kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ người nước ngoài để có thể trau dồi cái kỹ năng về ngôn ngữ của chúng ta. Ok, thì hôm nay mình rảnh và mình làm cái video này để cố gắng làm thế nào để trả lời tất cả những cái thắc mắc, những cái câu hỏi liên quan đến cái công việc này mà các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu. Giới thiệu qua một chút thì mình tên là Long và hiện tại bây giờ mình đang sinh sống và làm việc ở bên Singapore. Mình đã có kinh nghiệm hơn 5 năm ở bên Singapore rồi. Ngành nghề của mình đó là về bên kỹ thuật, kỹ sư. Thì mình cũng biết rất là nhiều những các bạn trẻ đang làm việc trong những cái đơn hàng như vậy. Và mình cũng có những cái kiến thức và những cái thông tin nhất định. Thì hy vọng những cái kiến thức, thông tin của mình có thể chia sẻ và giúp các bạn có được những cái thông tin hữu ích. Ok, thì cái câu hỏi đầu tiên các bạn hỏi đó là cái đơn hàng phục vụ quán ăn, nhà hàng thì thường là mức lương là bao nhiêu. Ok, thì cái mức lương của những cái đơn hàng này ấy, nó sẽ dao động từ 1.200 cho đến 2.500. Đó, 1.200 cho đến 2.500. Và nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm, cái thời gian làm việc của chúng ta ở bên này, hoặc là cái khả năng giao tiếp ngoại ngữ, cũng như là những cái kỹ năng, kinh nghiệm mà chúng ta đã từng làm trong cái lĩnh vực này ở những cái nước khác hay chưa. Thì cái mức lương nó sẽ dao động vào khoảng như vậy, 1.200 cho đến 2.500 nhé. 2.500 là thuộc về những người mà đã có kinh nghiệm làm việc khá là tốt, có những cái thái độ tốt và được công ty hoặc là được những cái ông chủ họ rất là yêu quý và tín nhiệm. Ngoài cái mức lương này thì nó hoặc là sẽ bao gồm tiền ăn, tiền ở, hoặc là sẽ không bao gồm tiền ăn, tiền ở. Cái này nó phụ thuộc vào cái thường là những cái thỏa thuận của chúng ta trước khi chúng ta đi sang bên này. Hoặc có những bạn trẻ thì trước khi sang bên này thì họ sẽ được cung cấp tiền ăn, tiền ở và cộng vào cái số lương đó là 1.200 trở lên. Còn có những người nhá thì không, cái số lương 1.200 cho đến 2.500 thì sẽ không bao gồm ăn ở, hoặc là nhà chủ sẽ cung cấp nhưng mà họ sẽ chiết khấu vào tiền lương của chúng ta. Đó, thì đấy là cái mức lương nó sẽ dao động trong khoảng đó. Và khẳng định luôn với các bạn là thường những các bạn mới sang bên này thì các bạn chỉ nhận được bình thường là 1.200 thôi. 1.200 thì nó rơi vào tầm hơn 20 triệu tiền Việt Nam mình trong những cái năm đầu tiên, năm thứ hai. Hoặc là các bạn sẽ tăng dần đều nếu mà các bạn làm tốt, nếu mà được cái ông chủ họ quý mến, họ cảm thấy cái năng lực của chúng ta khá là ổn. Thì đấy là cái câu hỏi về cái mức thu nhập của cái ngành đó dao động bao nhiêu. Tiện đây thì mình cũng nói qua luôn về cái tiền ăn, tiền ở. Thì bình thường bên Singapore hiện tại cái giá bên này ấy, thì nếu mà các bạn sang bên này mà ở trọ riêng mà chúng ta phải tự tìm tự túc ấy, thì nếu mà chúng ta ở riêng một mình thì nó rơi vào tầm độ 600 đến 700 đô, nó rơi vào tầm chục triệu. Còn nếu mà chúng ta ở ghép ở chung ấy, thì nó rơi vào tầm độ 300 đô, nó rơi vào tầm 5 triệu. Và nếu mà riêng về tiền ở, còn tiền ăn thì nó cũng loanh quanh tầm đó, tầm 250 cho đến 500 đô, dao động tầm đó tùy thuộc vào cái mức chi phí và cái nhu cầu của chúng ta. Thì đấy là tiền ăn, tiền ở nhé, cái giá hiện tại là bây giờ là như vậy. Còn cái câu hỏi thứ hai mà cũng rất là nhiều người quan tâm và lo lắng đó là cái ngày này thì nó sẽ yêu cầu những cái gì, thì em phải chuẩn bị những cái gì để có thể đáp ứng được cái công việc trong cái vị trí phục vụ quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, hay là thậm chí là những cái quán bán tạp hóa. Ok, thì kinh nghiệm của mình nhé, và cái quan sát của mình ý, trong cái nghề này thì nó yêu cầu chúng ta phải giao tiếp một cách thành thạo, nói chung là nghe nói một cách thành thạo. Đọc viết thì không cần lắm đâu, hoặc các bạn không cần phải biết đọc viết cũng được, biết thì tốt, nhưng mà cái yêu cầu quan trọng nhất đó là chúng ta phải nghe hiểu được nhé, nghe và nói hiểu được. Bởi vì cái ngành này là nó là một cái ngành phục vụ, mà phục vụ và tiếp xúc với rất là nhiều người, bắt buộc chúng ta phải thành thạo một trong hai thứ ngôn ngữ này. Thứ nhất đó là tiếng Anh, nếu mà chúng ta biết được tiếng Anh là rất tốt, ok.
có thể làm việc được bất kỳ ở đâu ở Singapore này. Bởi vì quốc ngữ ở Singapore là tiếng Anh, nên là các bạn có thể hoàn toàn giao tiếp được bằng tiếng Anh phục vụ cho cái công việc của chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết tiếng Anh thì chúng ta bắt buộc phải biết tiếng Trung, tiếng Trung Quốc nhé. Đó, thì các bạn phải chú ý tập trung học một trong hai tiếng này. Đa phần thì mình thấy là những các bạn trẻ sang bên này thì các bạn đa phần sử dụng đó là tiếng Trung Quốc. Bởi vì tiếng Trung Quốc nếu mà chúng ta học vẹt, học nhanh thì cũng dễ hơn là tiếng Anh rất là nhiều. Tiếng Trung Quốc chúng ta không cần phải biết đọc viết đâu, chúng ta chỉ cần biết nghe nói thôi, nói thành thạo là được rồi. Thành thạo ở đây có nghĩa là thành thạo trong cái lĩnh vực công việc của mình, trong cái không gian công việc của mình thôi. Chúng ta cũng không cần phải học quá lan man làm gì cả. Ví dụ như là trong quán cà phê thì chúng ta phải học những cái từ ngữ nói chung là phổ thông nhất, phục vụ trong một cái không gian công việc của chúng ta. Là làm trong quán cà phê thì chúng ta phải học những cái từ vựng, học những cái đoạn hội thoại liên quan đến cái công việc của mình thôi nhá. Thì bước đầu tiên là chúng ta cứ học cái gì mà nó phục vụ trong công việc một cách trực tiếp, chúng ta hãy nhấn mạnh tập trung vào học những cái đó thôi. Còn những cái gì mà lan man bên ngoài thì dần dần, khi mà chúng ta sang bên này rồi thì chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ học hỏi dần dần, thì chúng ta sẽ mở mang cái vốn từ vựng của chúng ta. Hoặc là làm trong quán ăn cũng vậy, thì chúng ta cố gắng tập trung học những cái từ vựng, những cái đoạn hội thoại liên quan đến cái công việc quán ăn, phục vụ quán ăn, trả lời khách hàng, cái món ăn thông dụng hàng ngày, cách tính tiền, cách hỏi tiền, cách trả lời. Thì chỉ cần như vậy thôi là ok rồi. Chúng ta cũng không đừng có quá học lan man quá. Lời khuyên của mình là như vậy. Bởi vì có nhiều người kiểu như là học ngôn ngữ nhưng cũng tham lam ấy. Chúng ta cứ học rất là nhiều, học lan man, học rất là nhiều chủ đề. Nhưng mà thực ra cái công việc của mình nó chỉ tập trung vào một vài cái chủ đề nhất định. Nếu mà chúng ta học lan man nhiều quá, cuối cùng lại thì chúng ta không chắc một cái chủ đề nào cả. Khi mà vào công việc thực sự thì chúng ta lại phải vậy, chúng ta bị va vấp. Bởi vì chúng ta phải dàn trải cái kiến thức của chúng ta ra quá nhiều, nên là nó bị chi phối và chúng ta nói chung là gặp trục trặc rất là nhiều trong ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ cũng là một cái rất rất là quan trọng trong cái ngành nghề đó nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu được ngôn ngữ thì chúng ta rất là khó làm việc trong những cái ngành phục vụ như vậy. Đa phần các bạn mà gặp trục trặc đó là ngôn ngữ. Có rất là nhiều các bạn trẻ cũng bị đuổi việc bởi vì họ không hiểu người chủ nói gì, không hiểu người khách đang yêu cầu cái gì, thì cứ gặp lỗi hoài như vậy thì sẽ gây ra cái sự nói chung là ấn tượng không tốt đến người chủ, cũng như là khách hàng sẽ phàn nàn về chúng ta. Còn cái nói chung là cái sự nhanh nhạy của người Việt thì mình cũng đánh giá khá là cao, và chúng ta cũng học hỏi rất là nhanh, nói chung là thái độ thì cũng rất là tốt. Nên là về cái câu hỏi này thì mình khuyên các bạn hãy tập trung học ngôn ngữ sao cho phục vụ được tối thiểu nhất trong cái công việc của chúng ta nhé, tránh học lan man quá. Và cái câu hỏi thứ ba mà mình thấy các bạn cũng hay hỏi đó là bên Singapore này nếu mà muốn đi theo những cái đơn hàng đó thì chúng ta phải mất chi phí khoảng bao nhiêu, và cái thẻ mà apply cho cái công việc này là cái thẻ gì, thẻ visa kiểu loại gì. Ok, thì mình cũng hỏi rất là nhiều người bạn đi theo những đơn hàng này thì cái giá mà chúng ta phải trả cho cái đơn hàng này, chi phí chúng ta phải trả nó dao động từ 60 triệu cho đến 120 triệu nhé. Thì khả năng 60 triệu thì chúng ta phải trả sau nữa, có nghĩa là chúng ta trước mắt thì chúng ta giả 60 triệu bằng tiền mặt, sau đó thì chúng ta làm một vài tháng có lương rồi thì chúng ta sẽ giả tiếp, có nghĩa là mình trả một phần. Còn nếu mà chúng ta trả 120 triệu rồi thì có nghĩa là trả trọn gói, thì khi mà chúng ta có lương rồi thì ta sẽ được lĩnh toàn bộ cái mức lương của chúng ta. Thì nó cũng có những cái khoản phí hoặc là những cái mức lệ phí rất là linh động, nó phù hợp cho những cái bạn trẻ có những cái nguồn tài chính khác nhau. Những ai mà chưa có tiền mặt đầy đủ thì chúng ta có thể trả sau, những ai có rồi thì chúng ta sẽ trả một lần để có luôn. Thì đấy là cái mức phí mà mình có được những cái thông tin từ những cái người bạn của mình đã từng sang bên này rồi. Và các bạn sang bên này ấy, đi theo những đơn hàng phục vụ như vậy thì sẽ đi theo, sẽ được apply cái S-Pass. Đa phần là S-Pass, mà chắc chắn là 99% là S-Pass.
Bởi vì SFAT nó là một cái thẻ mà được chấp thuận của chính phủ Singapore cho người Việt Nam mình nhé. Ở bên Singapore này nó có 3 loại thẻ phổ thông cho lao động, thẻ visa ấy. Thứ nhất nó là work permit, thẻ lao động thì work permit này nó không cấp cho người Việt Nam. Mà cái thẻ thứ hai là thẻ S-Pass thì được cấp cho người Việt Nam rất là nhiều. Cái thẻ thứ ba là E-Pass dành cho những người có kiến thức, có bằng cấp, có tay nghề cao. Thì cái thẻ S-Pass này ấy, nó có thời hạn từ 1 năm cho đến 2 năm phụ thuộc vào cái người chủ apply cho chúng ta trong khoảng thời gian bao lâu. Đó. Thì nếu mà chúng ta sang bên này thì chúng ta cũng phải hỏi cái môi giới hoặc là hỏi người chủ là chúng ta được apply cái thẻ loại nào và apply trong khoảng thời gian bao lâu nhé. Thì tốt nhất là chúng ta hãy yêu cầu trong vòng 2 năm nhé. Chứ 1 năm thì họ hết 1 năm rồi, có thể là người chủ thay đổi, họ muốn thay đổi nhân công, thay đổi nhân lực thì họ có thể cắt thẻ chúng ta. Thì tốt nhất chúng ta cứ yêu cầu apply 2 năm trở lên. Đó. Đấy thì ok, thì đây là một trong, đây là ba cái câu hỏi mà mình thấy các bạn hay hỏi, thắc mắc về những cái đơn hàng ở bên này, đơn hàng quán cà phê, cái đơn hàng về bên phục vụ quán ăn, hay là những cái đơn hàng về bên thu ngân trong những cái tiệm tạp hóa hoặc là trong siêu thị. Thì đây là những cái lưu ý của mình nhé. Hy vọng là những thông tin của mình cung cấp và những cái câu trả lời của mình sẽ có thể mang lại cho chúng ta một vài những kiến thức hữu ích. Nếu mà ai có những cái câu hỏi thêm hoặc là có những cái thông tin gì chưa rõ thì các bạn có thể comment bên dưới cái video này. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ làm những cái video tương tự như này để trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn. Ok, thì mình xin được kết thúc cái video này tại đây. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào, tạm biệt. Những ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh ở bên dưới để có thể theo dõi và cập nhật những cái video mới nhất mà mình nói về những cái chủ đề cuộc sống, sinh hoạt, lao động, học tập ở bên Singapore này nhé. Ok, xin chào mọi người.